Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Mở đầu là cập nhật về tình hình xung đột ở Đông Âu. Ukraine tiếp tục ngồi trên đống lửa trước thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga. Nếu loại khí tài này xuất hiện trên chiến trường Ukraine, cục diện sẽ thay đổi như thế nào? Và Kiev cùng các đồng minh sẽ ứng phó ra sao? Trong khi đó, Mỹ nói rằng chưa có thông tin xác thực Tehran đã gửi tên lửa đạn đạo cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột. Song song với đó, mối quan hệ Nga-Mỹ đạt tín hiệu tích cực hiếm hoi sau khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, khi mới đây Washington xác nhận hai nước thống nhất nối lại cuộc đàm phán hạt nhân. Ở phía ngược lại, Nga khẳng định không thảo luận với Mỹ về Ukraine. Bên cạnh tình hình xung đột ở Ukraine, chính trường Mỹ đang được giới truyền thông đặc biệt quan tâm khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra với màn cạnh tranh gay gắt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Trong bối cảnh này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ gửi lời kêu gọi đến các chính trị gia Mỹ. Cập nhật diễn biến tình hình về cuộc bầu cử giữa kỳ, mới đây cựu Tổng thống Donald Trump chỉ ra sự cố kiểm phiếu ở bang trọng điểm. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi khẳng định đợt bạo loạn Điện Capitol hồi năm ngoái có sợi dây liên kết với vụ tấn công chồng bà. Các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Trung Quốc trình làng tên lửa chống hạm siêu thanh mới giữa lúc gia tăng căng thẳng với Mỹ về vấn đề Đài Loan. Nga tiết lộ số quốc gia muốn gia nhập BRICS, một diễn đàn kinh tế xã hội và chính trị quốc tế bao gồm các nền kinh tế lớn mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Ai Cập, cũng có bài phát biểu tại sự kiện Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine nói chính sách khí hậu không thể thực hiện nếu không có hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Pháp thúc giục các tập đoàn năng lượng giảm phát thải nhà kính. Cuối chương trình như thường lệ là những câu chuyện văn hóa thú vị. Đến Qatar tham quan bệnh viện dành cho chim ưng đầu tiên ở quốc gia Trung Đông này. Choáng ngợp trước khung cảnh đèn lồng thắp sáng bầu trời chào mừng lễ hội ánh sáng ở Thái Lan. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình tạo ra những chiếc thuyền truyền thống phiên bản thu nhỏ của nghệ nhân người Iraq. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 9 tháng 11. Phần đầu chương trình như thường lệ là những tin tức cập nhật đáng chú ý về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, sau khi Nga tăng cường các đợt tấn công trên diện rộng trên khắp Ukraine nhằm trả đũa vụ tấn công cầu Crimea, các hạ tầng dân sự của Ukraine đã bị hư hại nặng nề, đẩy người dân Ukraine vào tình cảnh thiếu điện và nước trong bối cảnh mùa đông đang cận kề. Quân đội Moscow được cho là đã sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất cho chiến dịch này. Khi vẫn chưa thể hóa giải những tay sát thủ UAV cảm tử, Ukraine tiếp tục ngồi trên đống lửa khi có thông tin cho rằng Tehran sắp gửi tên lửa cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột. Theo bài phân tích của trang tin The Drive, mọi dấu hiệu hiện nay đều cho thấy Nga đã mua được hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran như là Fateh 110 và Zhonfaka. The Drive đánh giá những vũ khí này sẽ là một thách thức lớn đối với Ukraine, thậm chí nước này có thể không chống lại được vì chúng sẽ phá hủy hầu hết hệ thống năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Mới đây, Kiev đã nhận được thêm các hệ thống phòng không tiên tiến từ đồng minh, gồm hệ thống đất đối không tiên tiến NASAMS của Mỹ và hệ thống Aris TSLM của Đức. Hai loại vũ khí này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Ukraine chống lại tên lửa đạn đạo của Nga do Iran sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả với mạng lưới phòng không tiên tiến, việc đối phó với tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái của Iran là không hề dễ dàng. Lực lượng phòng không Ukraine nhận được nhiều lời khen ngợi vì với những phương tiện hạn chế mà họ đã vô cùng nỗ lực để bắn hạ khá nhiều UAV và tên lửa của Nga. Nga còn rất ít tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, Iskander-MS và tên lửa hành trình là những vũ khí phức tạp và đắt tiền của Nga. Chúng rất khó sản xuất ngay cả trong điều kiện kinh tế bình thường. Hiện tại Moscow đang bị áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nên việc này sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Đây là lý do tại sao Iran trở thành nguồn cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Trong cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 10 với trang The Drive, Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine Thiếu tướng Kirill Budanov nhấn mạnh tên lửa đạn đạo của Iran bắn trúng mạnh và chính xác hơn nhiều so với tên lửa hành trình. Đồng thời loại vũ khí này mang theo đầu đạn lớn hơn nhiều so với máy bay không người lái. Độ chính xác và sức mạnh của tên lửa đạn đạo Iran đã giúp quân đội Moscow biến cơ sở sản xuất năng lượng và phân phối điện của Ukraine thành đống đổ nát. Bên cạnh đó, tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM của Iran có tốc độ bay khá nhanh và có khả năng cơ động. Vì vậy, trong một số trường hợp, Kiev rất khó bắn hạ chúng. Để phòng thủ và bắn hạ loại vũ khí nguy hiểm này,
Ukraine cần có hệ thống phòng không tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ mới có thể đánh chặn SRBM do Iran sản xuất. Tuy nhiên, kể cả Washington tuyên bố gửi hệ thống Patriot ngay lập tức thì phải mất vài tháng để huấn luyện binh sĩ Ukraine triển khai loại vũ khí này. Patriot là một hệ thống rất phức tạp, không chỉ cần có chuyên môn kỹ thuật vận hành mà còn chuyên môn để duy trì chúng. Mặc dù có thể triển khai đội ngũ đến Ukraine để giúp quân đội nước này triển khai Patriot, nhưng điều này đồng nghĩa với việc có một bên thứ ba can thiệp trực tiếp vào xung đột Đông Âu. Chính vì vậy, Mỹ và NATO đã làm mọi cách để không vượt qua ranh giới đó. Đây là một viễn cảnh ảm đạm mà Ukraine phải đối mặt. Những vũ khí mà Nga mua từ Iran là mối đe dọa lớn đối với những mục tiêu ở phía Tây Ukraine, nơi có các tuyến đường tiếp tế quan trọng và hậu cần thiết yếu. Thời gian qua, việc Nga tập trung tấn công vào lưới điện của Ukraine là dấu hiệu rõ ràng cho thấy những tên lửa đạn đạo này của Iran sẽ được sử dụng để làm gì. Quân đội Ukraine đã chứng minh được họ là chiến binh có khả năng thích ứng cao với điều kiện khó khăn của thời chiến. Tuy nhiên, mùa đông lạnh giá sắp đến lại là một vấn đề nghiêm trọng thách thức khả năng ứng phó của họ. Trong khi đó, đáp lại việc Ukraine tố Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, cũng như kêu gọi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của quốc gia Trung Đông, Mỹ cho biết Washington hiện không có thông tin chứng thực cáo buộc mà Kiev đưa ra. Tại cuộc họp báo hôm 8 tháng 11, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói: "Chúng tôi chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực rằng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình." Vị quan chức đồng thời nhấn mạnh, trong những tuần qua, Ukraine đã rơi vào tình thế khó khăn trước các đợt tập kích bằng máy bay không người lái cảm tử của Nga, được cho là do Iran sản xuất. Gần đây nhất, một số thông tin cho rằng ngoài UAV, Iran cũng bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Cả Moscow và Tehran đều phủ nhận việc thực hiện các giao dịch vũ khí trong bối cảnh xung đột. Đáng chú ý, hồi tuần trước, Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradollahian thừa nhận nước này có cung cấp cho Nga một số lượng nhỏ UAV, nhưng là trước khi xung đột xảy ra. Vị quan chức đồng thời cũng bác bỏ cáo buộc Tehran chuyển giao tên lửa cho Moscow. Giữa lúc chiến trường ở Ukraine vẫn nảy lửa với các màn giao tranh không khoan nhượng, mối quan hệ Mỹ-Nga bất ngờ có tín hiệu tích cực khi hai nước thống nhất sẽ sớm gặp nhau và thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START, vốn bị tạm dừng sau khi xung đột Đông Âu nổ ra, thông tin vừa được Reuters đăng tải. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày hôm 8 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Ủy ban Tham vấn Song phương BCC, cơ quan thực hiện hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START giữa Washington và Moscow, sẽ gặp nhau trong tương lai gần. Theo trang tin Kommersant của Nga, cuộc đàm phán trên có thể diễn ra ở Trung Đông vì Moscow không coi Thụy Sĩ, địa điểm tổ chức các cuộc họp trước đây, còn duy trì đủ tính trung lập sau khi nước này áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nga. Hiện Moscow chưa có bình luận chính thức về việc này. Lần cuối BCC tổ chức họp là vào tháng 10 năm 2021. Hồi tháng 8 vừa qua, Nga cũng thông báo đình chỉ hợp tác thanh sát kho vũ khí hạt nhân theo hiệp ước. Nguyên nhân là do những hạn chế đi lại mà phương Tây áp đặt kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát. Sau Moscow khẳng định rằng họ vẫn tuân thủ các điều khoản của hiệp ước. New START được Mỹ và Nga ký kết vào năm 2010, quy định mỗi nước không được phép triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, cũng như bị giới hạn về số lượng tên lửa phóng từ mặt đất, tàu ngầm, máy bay chiến đấu. Hiệp ước này đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2021 và được gia hạn thêm 5 năm. Cùng ngày, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết là nước này sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ về Ukraine, tuy nhiên vẫn hoàn toàn sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình với Kiev. Khi được phóng viên hỏi về các cuộc thảo luận có thể có với Washington liên quan đến Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andrei Rudenko thẳng thừng trả lời: "Chúng tôi không có kế hoạch đó." Thế nhưng nhà ngoại giao cho biết thêm, Moscow luôn thể hiện thái độ thiện chí đối với các cuộc đàm phán với Ukraine mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ông Rudenko cũng nhắc về việc Ukraine đã áp dụng luật cấm đàm phán với Nga. Đó là lựa chọn của họ, còn chúng tôi luôn sẵn sàng cho điều đó. Việc gián đoạn tiến trình đàm phán hòa bình không phải là lỗi của chúng tôi, nhà ngoại giao nói thêm. Đầu tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh ngăn chặn mọi cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow nếu người đồng cấp Vladimir Putin còn tại vị. Lần cuối Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán là vào tháng 3 tại Istanbul. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với Ukraine bằng chuyến thăm của đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield, đến thủ đô Kiev của Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến đi, nữ đại sứ đã gặp gỡ Tổng thống Zelensky và công bố khoản hỗ trợ 25 triệu đô la Mỹ được trích từ quỹ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID để hỗ trợ người dân Ukraine trong thời kỳ mùa đông lạnh sắp tới. Nice to meet you.
Theo bài viết mới đăng tải lên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết tại cuộc hội đàm, ông đã thông báo cho bà Thomas Greenfield về tình hình ở các chiến tuyến và những đợt tấn công của Nga và các cơ sở năng lượng của Ukraine. Trong một cuộc họp báo sau buổi hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Ukraine, bà Thomas Greenfield cho biết, Nga vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực để giúp người dân Ukraine không bị chết đói và vượt qua được cái lạnh trong thời kỳ giao tranh khốc liệt như hiện nay. Hôm 8 tháng 11, hàng triệu cử tri Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cũng trong ngày này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có động thái bất ngờ. Nhà lãnh đạo kêu gọi các chính trị gia Mỹ hãy tiếp tục đoàn kết ủng hộ Kiev trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden sẽ mất thế đa số trong Quốc hội Mỹ. Trong đoạn video được phát hành hôm 8 tháng 11, Tổng thống Zelensky nói, giống như những xã hội dân chủ khác trên thế giới, mỗi người dân Ukraine cũng có quan điểm khác nhau về cuộc sống và chính trị. Nhưng khi đất nước rơi vào xung đột, chúng tôi đã đoàn kết và hiện vẫn giữ vững khối thống nhất này. Vì vậy, tôi kêu gọi các chính trị gia Mỹ hãy duy trì sự đoàn kết thống nhất như bây giờ và cho đến ngày hòa bình được khôi phục. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Biden đã cam kết dành hơn 54 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong năm nay. Tuy nhiên, trong các bài phát biểu vận động tranh cử trước cuộc bầu cử giữa kỳ, một số thành viên Đảng Cộng Hòa như Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ bị cắt viện trợ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Cũng trong ngày cử tri Mỹ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp chỉ ra các vấn đề xảy ra với hàng chục máy kiểm phiếu điện tử tại bang chiến trường Arizona. Một số người ủng hộ ông Trump đã tuyên bố rằng đây là bằng chứng gian lận bầu cử của Đảng Dân Chủ. Trong một video đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã đứng kêu gọi các cử tri tại quận Maricopa hãy nán lại và xếp hàng bỏ phiếu vì trước đó quá trình bầu cử của họ bị trì hoãn không rõ lý do. Tại điểm bỏ phiếu, quan chức kiểm tra phiếu bầu ở Maricopa, ông Stephen Ryder nói với các phóng viên rằng khoảng 20% số phiếu bầu điện tử đã bị trục trặc và các nhân viên kỹ thuật đã được triển khai đến để sửa chữa. Ông Ryder cho biết, các lá phiếu bên trong những chiếc máy đếm không được sắp xếp đúng cách nên không thể ghi nhận được. Sự cố này không đáng để xảy ra. Những người không tham gia bầu cử hoặc các nhóm ủng hộ ông Donald Trump có thể dùng vấn đề này để chỉ trích Đảng Dân Chủ. Trên Twitter, ứng viên Đảng Cộng Hòa tại bang Arizona, bà Carrie Lake, đã lặp lại tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận do những trục trặc kỹ thuật của máy kiểm phiếu giống như thế này. Ông Trump và những người ủng hộ của mình đã kêu gọi chấm dứt máy bỏ phiếu, đồng thời việc bỏ phiếu chỉ thực hiện trong ngày bầu cử, chỉ sử dụng phiếu giấy và đếm tay. Một thông tin đáng chú ý khác về chính trường Mỹ đang ngày càng tăng nhiệt khi chứng kiến màn tranh đua gay gắt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Mới đây khi trả lời phỏng vấn của chương trình PBS News Show, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi nhận định rằng việc một kẻ lạ mặt tấn công vào chồng bà có nguồn cơn xuất phát từ một tuyên bố sai sự thật và cũng chính những lời xuyên tạc này đã dẫn đến cuộc bạo loạn xông vào điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bà Pelosi nói, hãy nghe những lời hùng biện trong ngày xảy ra vụ bạo loạn ở điện Capitol và những gì người đàn ông đó nói khi đột nhập vào nhà tôi. Bạn sẽ thấy giữa hai vụ việc có một sợi dây liên kết. Đây không phải là thứ được phép tồn tại trong nền dân chủ của chúng ta. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã có buổi phỏng vấn với PBS News Show vào ngày người dân Mỹ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Với việc Đảng Dân Chủ vẫn đang nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, bà Pelosi khẳng định rằng đây sẽ là một ngày tốt lành với các đảng viên Dân Chủ. Bà nói, tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên vào buổi tối hôm nay. Trong khi đó, theo thông tin Reuters ghi nhận, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã dễ dàng thắng cử tại một số bang. Điều này có thể mở ra một giai đoạn mà chính phủ Mỹ lại tiếp tục chia rẽ và quyền lực của Tổng thống Joe Biden có nguy cơ bị thu hẹp. Qua một số cuộc thăm dò kín ở 6 tiểu bang, kết quả ban đầu cho thấy cán cân quyền lực trong Thượng viện không có gì thay đổi. Cùng chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Theo tờ China Morning Post, mới đây Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai tên lửa chống hạm siêu thanh mới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng đối với Mỹ về vấn đề Đài Loan. Tờ báo mô tả rằng động thái này là một thông điệp răn đe cứng rắn và rõ ràng mà Bắc Kinh muốn gửi tới Washington. Hai tên lửa mang ký hiệu 2PZD-21 được lắp đặt dưới cánh một máy bay ném bom chiến lược Xi'an H-6K trong ngày khai mạc Air Show 2022 diễn ra ở thành phố Cảng Chu Hải. Theo tờ China Morning Post, đây là phiên bản của tên lửa IJ-21 từng được bắn thử từ một tàu khu trục của quân đội nhân dân Trung Quốc hồi tháng 4, khi tàu USS Abraham Lincoln của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.
Một số phương tiện truyền thông trong nước khác cho rằng tên lửa mới trên thực tế là biến thể của CM-401, một tên lửa siêu thanh có thể được dùng trên biển hoặc mặt đất với tầm bắn hơn 300 km. Cũng trong ngày Airshow 2022 khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi quân đội nước này luôn trong tâm thế sẵn sàng, kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và các lợi ích của đất nước. Nhà lãnh đạo nói toàn quân phải tuân theo tư tưởng của Đảng về tăng cường quân đội trong kỷ nguyên mới, trong bối cảnh thế giới đang trải qua một thế kỷ biến động chưa từng có. Thưa quý vị, BRICS là một diễn đàn kinh tế xã hội và chính trị quốc tế bao gồm các nền kinh tế lớn mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Khối này được coi là mô hình đối trọng với khối G7 của phương Tây, khi chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 1/4 GDP của thế giới. Trong bối cảnh BRICS ngày càng chứng tỏ được vị thế của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết là nhu cầu gia nhập khối đang rất cao. Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ấn Độ Subramaniam Jaishankar hôm 8 tháng 11, Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ hiện có hơn 10 quốc gia quan tâm đến việc tham gia BRICS. Tuy nhiên, trước khi kết nạp thêm thành viên BRICS, dự định phải thống nhất được một thỏa thuận về các tiêu chí và nguyên tắc về việc mở rộng khối nhanh chóng và bền vững, ông Lavrov cho biết thêm. Bình luận của Ngoại trưởng Lavrov đưa ra sau khi Algeria nộp đơn xin gia nhập BRICS, theo sau là Iran và Argentina. Theo trang AT, hiện khối cũng dự kiến xem xét đơn của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Afghanistan. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đang diễn ra tại Ai Cập, hôm qua 8 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu thông qua video tại sự kiện này. Trong video, thì nhà lãnh đạo tuyên bố rằng các chính sách chống biến đổi khí hậu sẽ không thực hiện được nếu hòa bình không được lập lại ở Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga đã tác động mạnh đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, giá lương thực và diện tích rừng của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, cuộc xung đột do Nga phát động đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng. Điều này đã buộc nhiều quốc gia phải khởi động lại hoạt động sản xuất nhiệt điện bằng than đá để giảm giá năng lượng cho người dân của họ. Năm nay cũng là lần đầu tiên Ukraine tổ chức một không gian triển lãm riêng tại COP27 của Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Tuy nhiên, không giống như gian hàng của các nước khác tại COP27 được trang trí đầy đủ bằng biểu tượng, cờ và cây xanh đầy màu sắc, không gian của Ukraine lại nổi bật khi trang trí bằng một màu xám ảm đạm nhằm tượng trưng cho cuộc chiến đang diễn ra tại quê nhà. Thuộc khuôn khổ COP27, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc họp riêng với các tập đoàn công nghiệp năng lượng lớn. Tại đây, nhà lãnh đạo đã lên tiếng thúc giục lãnh đạo của các tập đoàn công nghiệp khổng lồ của Pháp tiến đến giảm lượng khí thải carbon trong 10 năm tới. Phát biểu trước lãnh đạo đến từ 50 công ty Pháp có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cao nhất, Tổng thống Macron yêu cầu các tập đoàn phải giảm lượng khí thải CO2 của họ xuống còn 20 triệu tấn. Con số này tương đương với mức 5% lượng phát thải của nước Pháp. Chính phủ Pháp cũng sẽ tiếp tục phát triển hydro cho các hoạt động công nghiệp như một phần của chiến lược giảm thiểu carbon. Ông Macron nói, chúng ta sẽ làm được nếu tập trung giải quyết vấn đề này. Đây là điều đáng làm và chúng ta phải kiên định với mục tiêu của mình. Các tập đoàn công nghiệp năng lượng lớn có mặt trong buổi phát biểu của Tổng thống Pháp có cả Total Energy, ArcelorMittal và Lafarge. Lời thúc giục của ông Macron được đưa ra sau khi tham dự COP27 vào ngày 7 tháng 11. Trước đó, một số quốc gia kém phát triển đã chỉ trích các cường quốc giàu có và những công ty dầu mỏ làm cho khí hậu toàn cầu nóng lên. Các nước thu nhập thấp cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại mà những nước giàu có đã gây ra cho nền kinh tế của họ. Phần cuối chương trình là những thông tin thú vị về văn hóa xã hội. Thưa quý vị, thời xa xưa các bộ tộc ở vùng vịnh đã huấn luyện chim ưng để giúp họ đi săn trong mùa đông. Nhiều thế kỷ sau thì việc nuôi chim ưng đã trở thành thú tiêu khiển phổ biến ở các quốc gia Ả Rập, đặc biệt là Qatar. Thậm chí tại thủ đô Doha có hẳn một bệnh viện chuyên điều trị cho chim ưng, loài động vật được xem là quốc điểu. Tọa lạc tại khu chợ lâu đời ở Doha, Qatar, bệnh viện chim ưng George Warwick được thành lập vào năm 2008, chuyên điều trị cho các loại chim săn mồi. Nơi đây cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật chăm sóc cho đến làm giấy tờ tùy thân và hộ chiếu cho chim ưng. Nơi đây là bệnh viện thú y dành cho chim ưng đầu tiên và hiện đại nhất trên thế giới với các dịch vụ mà bạn không tìm thấy bất kỳ đâu. Vào mùa hoạt động chính của chim ưng, bệnh viện tiếp nhận trung bình từ 140 đến 150 ca một ngày, trong khi khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 khi chim nghỉ ngơi, thay lông và hồi sức, số lượng thường giảm xuống. Không chỉ là vật nuôi, người dân Qatar xem việc nuôi chim ưng là một môn thể thao thực thụ và hoạt động mang tính truyền thống. Những con chim ưng đẹp có giá trị lên đến gần 300.000 đô la Mỹ. Ở Thái Lan thì rất đông người dân và du khách hôm qua 8 tháng 11 đã đến tỉnh Chiang Mai, miền Bắc nước này để thả hàng nghìn chiếc đèn lồng lên bầu trời để mừng lễ hội Yipreng, lễ hội ánh sáng thường niên ở xứ Chùa Vàng. Không phải là con số cao nhất mà ban tổ chức lễ hội Yipreng từng ghi nhận,
nhưng đã có đến hơn 8.000 du khách từ khắp thế giới đến Chiang Mai tham dự lễ hội năm nay. Họ thả những chiếc đèn lồng thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích. Chúng tôi xem trên Instagram về Thái Lan, lễ hội Ipiang là hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy. Vì vậy, chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi đến đây sau khi dịch bệnh dần lắng xuống. Đây quả thật là một bầu không khí tuyệt vời. Ipiang đã có từ thời Vương quốc Lan Na, đánh dấu kết thúc mùa mưa và chào đón một năm mới. Lễ hội ánh sáng diễn ra vào ngày rằm tháng cuối năm theo lịch của người Thái, trùng với dịp Rai Krathong. Khi người ta thả những lễ vật xuống sông, cầu xin ơn lành từ nữ thần sông Mekongka. Những chiếc đèn được thả bay đi còn mang hàm ý buông bỏ những điều xui rủi trong năm cũ để chào đón nhiều niềm vui mới. Cuối cùng thì hãy cùng chúng tôi đến Iraq để tìm hiểu về miniature, một loại hình nghệ thuật thu nhỏ các đồ vật hay một không gian theo những tỷ lệ chính xác với thực tế, với anh chàng nghệ nhân Asad Salman Dayud, người gây chú ý gần đây với nhiều mô hình thuyền đi biển truyền thống đầy sống động. Để có thể làm ra mô hình thu nhỏ những chiếc thuyền đi biển truyền thống của ngư dân bờ biển Việt Nam, Asad Salman Dayud sống tại thành phố Basra đã tìm hiểu cặn kẽ từng chi tiết thông qua việc trò chuyện cùng các thợ đóng thuyền. Những chiếc thuyền theo phong cách miniature Dayud làm ra có kích thước đa dạng từ 20 đến 300 cm. Loại gỗ tôi dùng để tạo hình là gỗ Teck Myanmar. Đây là một loại gỗ tốt, ngày nay vẫn được dùng trong ngành công nghiệp đóng thuyền. Đa phần gỗ được chúng tôi sử dụng có nguồn gốc tái chế từ cửa và bàn ghế cũ, nhưng cũng có vài chi tiết phải sử dụng gỗ mới. Trước thềm World Cup 2022, lượng khách quốc tế đến các quốc gia vùng vịnh đang không ngừng tăng, góp phần giúp công việc kinh doanh của Dayud diễn ra thuận lợi. Giá của các tác phẩm thuyền thu nhỏ được anh bán với giá từ 10 đến 2.000 đô la Mỹ, tùy theo loại gỗ và kích thước của con thuyền. Và câu chuyện về quá trình tạo ra những mô hình thuyền thu nhỏ độc đáo của nghệ nhân người Iraq vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.